Xiaomi Redmi Note 4X chỉ 2.950.000, vô địch trong tầm giá. Ở các video trước có rất nhiều bạn comment đó là LG G3 thì không chơi tốt game Liên Quân Mobile. Mặc dù là ra mắt cùng thời điểm với iPhone 5S, tuy nhiên thì các sản phẩm đến từ hệ điều hành iOS đều có thể chơi được mượt game Liên Quân, một game có đồ họa khá là cơ bản và không có gì quá là đặc biệt cả. Video này mình sẽ thử nghiệm game Liên Quân Mobile cũng như là cách để các bạn có thể setup được game Liên Quân Mobile chơi mượt ở mức 30, gần mức 30 FPS nhất. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ cùng đến với phần Q&A, trả lời các comment nổi bật ở video trước. Con này mà test Vainglory thì hơi khó nhìn mà combat. Thì đúng như thế là iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S đều có màn hình cực kỳ nhỏ. Và khi mà mình để hai tay ở trên này thì nó che gần hết màn hình rồi, khó mà có thể nhìn được. Đặc biệt là game Vainglory thì nó sẽ điều chỉnh bằng chạm trực tiếp cho màn hình, cực kỳ khó chơi. Nếu như chơi Vain thì chắc chắn là nên mua một thiết bị sử dụng màn hình 5,5 inch hoặc đều nhất là phải 4,7. Con 5S của em chơi Liên Quân 3G lag lắm anh ơi, không hiểu tại sao. Thì nếu mà chơi 3G thì có thể là do đường truyền, do tốc độ mạng nữa. Test Vainglory đi anh. Ok, chắc chắn sẽ test. Test Liên Quân trên WE10 VKM Mobile thì mình không có máy ở đây, vì thế nên là chắc chắn khi nào có máy mình sẽ thử nghiệm rồi. Cho mình hỏi iPhone 7 nhắn tin nghe gọi có tốt không, định mua xài mà đang phân vân đi trốn đây. iPhone 7 đương nhiên nhắn tin nghe gọi đều tốt, mà đặc biệt là nếu mà dùng 7 đỏ nữa thì còn nghe gọi nhắn tin tốt hơn. Anh phải xóa hết các ứng dụng gần đây chứ? Thì thường thường là trong bất kỳ trường hợp nào mình sử dụng bất kỳ một cái điện thoại nào thì đều không xóa ứng dụng gần đây, không xóa bất kỳ một ứng dụng gần đây nào. Ví dụ như là mình hầu như không xóa bất kỳ một ứng dụng gần đây nào và nó vẫn chạy mượt, nó vẫn chạy ok. Mình không hiểu là phải xóa lại làm gì. Ok, quay trở lại trước G3. Đầu tiên mình sẽ cần phải vào game trước đã. Để chơi được tốt game thì các bạn nên xóa tất cả những cái ứng dụng, tất cả những ứng dụng chạy ngầm, những ứng dụng đang chạy. Sau khi xóa xong chúng ta sẽ cùng nhau vào game. Ok, chúng ta đã xong. Thực ra load game cũng tương đối, không có gì quá đặc biệt cả. Vào game, cái đoạn vào server này cũng mất thời gian này. Ok, đầu tiên mình sẽ thử max setting để xem là bao nhiêu FPS trên chiếc LG G3 này. Ok, chúng ta sẽ cùng vào một trận đấu có người thật để xem là máy sẽ lag ở mức độ nào khi mà chúng ta bật toàn bộ đều là max setting. Tốc độ vào game khá là lâu. Nếu như mà trên iPhone thì mình sẽ là người đầu tiên chạm mốc 100% này. Sau đó đến các người chơi khác. Ok, hơi lag một chút, các bạn thấy là hơi lag một chút đúng không? Mình vào game một sau cả các bạn khác đã chạy đến tít bên kia rồi. Chết chưa? Các bạn có thể nhìn thấy vừa rồi tình huống giao tranh FPS tụt rất là điên cuồng. Đó là chưa kể mà lúc mà các bạn combat, lúc mà phải combat có quá là đông người thì chắc chắn là nó sẽ giật lag. Ngay bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm cho các bạn thấy. Ở mid đang rất là đông vui, một phần trải nghiệm. Ok, 17, các bạn thấy 15. Mặc dù là có thể chơi được mà các bạn khó có thể theo kịp được trận đấu. Ok, thì cách mà mình setting nó sẽ như thế này. Mình sẽ vào phần setting trước này. Chúng ta hãy đặt độ phân giải HD. Màn hình chính của LG G3 là 2K, thế nên nó sẽ chạy game ở độ phân giải 2K. Vì thế nên nó rất là nặng, nó rất là tốn tài nguyên. Ta sẽ tắt cả phần viền này đi. Nó sẽ làm cho hình ảnh của bạn sẽ bị hơi bị rỗ, hơi bị răng cưa một chút. Nhưng mà không sao, không có vấn đề gì cả. Chất lượng hình ảnh và chất lượng chi tiết mình cũng sẽ giảm hết đi. Ta sẽ bắt đầu play trở lại. Vẫn lag các bạn ạ, vẫn lag, không nhìn thấy nhân vật đâu. Đấy, thấy rồi. Wow, vào game chào đón chúng ta mức 0 FPS. Ok, các bạn có cảm thấy nó mượt hơn không? Các bạn để ý FPS này, nó vào 29, 27 này. Sau khi mà giảm hết toàn bộ cấu hình thì các bạn có thể thấy là cái phần
cái phần bụi cây này nó sẽ không còn đung đưa nữa. Hầu hết các chi tiết đồ họa trong game đều được giảm thiểu cách tối đa, đảm bảo độ mượt khi mà các bạn chơi game. Mặc dù là có lúc FPS tụt xuống 22, 25, nhưng mà mình không hề cảm thấy máy có bị trễ, bị giật lag gì cả. Theo cách đó thì các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm được tốt game Liên Quân Mobile. Mặc dù là đồ họa nó sẽ cắt giảm một vài chi tiết, ví dụ như là cỏ cây hay là một vài chi tiết đổ bóng trên màn hình. Để G3 chơi mượt được thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải chịu chấp nhận hy sinh. Cảm nhận khung hình khi lao combat nó hơi lag rõ ràng, nhưng mà nó sẽ không lag bằng vừa nãy. Mình không sử dụng bất kỳ cái tính năng giảm hiệu ứng nào. Ok, mình nghĩ video đến đây có thể kết thúc rồi. Đó sẽ là cách mà LG G3 có thể chơi được game Liên Quân Mobile. Và có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể comment xuống phía bên dưới. Có yêu cầu nào các bạn cũng có thể comment xuống phía bên dưới. Mình sẽ thực hiện nó ở trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV. Xin chào và gặp lại. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.